Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mua đi bán lại nhân viên nữ chưa đủ 16 tuổi tại quán karaoke ở Ninh Bình. Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố thông tin về việc điều tra và phát hiện tình trạng mua bán nhân viên nữ dưới 16 tuổi tại các quán karaoke trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị công an trong tỉnh đã được chỉ đạo tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Karaoke là một loại hình giải trí phổ biến, thu hút đông đảo người tham gia. Tại Ninh Bình, hiện có khoảng 187 cơ sở karaoke, chủ yếu tập trung tại thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích về giải trí, các cơ sở này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tệ nạn xã hội, như mua bán người, sử dụng ma túy và các hành vi phạm tội khác. Gần đây, một số đối tượng đã xuất hiện với vai trò quản lý, cung cấp nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke. Tình trạng này đã dẫn đến việc gia tăng các hành vi mua bán nhân viên nữ trẻ tuổi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sự an toàn của những người tham gia. Một trong những vụ việc điển hình được phát hiện là vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán một nữ nhân viên quán karaoke. Người này dưới 16 tuổi và ngụ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vụ án này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm và phẫn nộ. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoài, sinh năm 1988, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Hoài là chủ quán karaoke Ngọc Hà, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư và đã bị xác định có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Các đối tượng khác cũng đã bị khởi tố trong vụ án này. Quá trình điều tra cho thấy, Hoài và một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi mua đi, bán lại nhiều lần các nhân viên nữ dưới 16 tuổi tại nhiều quán karaoke khác nhau. Điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy nặng nề đối với sự an toàn và phát triển của trẻ em. Chính quyền tỉnh Ninh Bình đang tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn và xử lý tình trạng mua bán người, bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân trẻ tuổi. Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán người. Trong bối cảnh này, việc nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ trẻ em và phòng chống tội phạm mua bán người là vô cùng quan trọng. Các cơ sở karaoke cũng cần được quản lý chặt chẽ hơn để đảm bảo không xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho nhân viên làm việc tại đây. Chính quyền và cơ quan chức năng đang nỗ lực hợp tác để xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm nhân viên quán karaoke ở Hải Phòng. Vào tối ngày 13 tháng 10, Tổ công tác HP22 thuộc Công an thành phố Hải Phòng đã thông báo về vụ bắt giữ đối tượng Đặng Văn Thành, người đã gây án tại quán karaoke Ai Sinh, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 10 tháng 10, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, nhân viên quán karaoke VHQ đã bị Thành dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thành đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng. Sau 2 ngày thu thập thông tin và lần theo dấu vết, cùng với sự hỗ trợ từ người dân và các lực lượng công an địa phương, vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 10, Công an huyện Kiến Thụy đã phát hiện và bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Vụ đâm nhân viên quán karaoke, gọi 2 nhân viên nữ trước khi đâm người. Tháng 5 vừa qua, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại quán karaoke 219 trên đường số 11, phường Linh Xuân thuộc thành phố Thủ Đức, khiến dư luận xôn xao. Ngày 6 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Nguyễn Văn Phúc, 30 tuổi, quê Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 5, Phúc cùng một số bạn bè đã đến quán karaoke 219 để giải trí. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, một số người trong nhóm đã lần lượt ra về, chỉ còn lại Phúc và một người bạn. Hai người đã yêu cầu gọi 2 nữ nhân viên đến phục vụ. Tuy nhiên, Phúc không đồng ý với một trong 2 nữ nhân viên và đã yêu cầu người khác vào thay thế. Sau khi yêu cầu này không được chấp nhận, Phúc đã rời khỏi quán. Một nhân viên nữ cho biết
khách đã bỏ đi và tiến hành tính tiền. Khi đó, anh Cao Mạnh Hát, 29 tuổi, một nhân viên phục vụ đã cầm phiếu tính tiền và đi ra cổng yêu cầu Phúc và người bạn thanh toán. Tại đây, Phúc bất ngờ rút hung khí và đâm vào lưng anh Hát từ phía sau trước khi nhanh chóng bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây án, Phúc đã trốn đến nhà trọ của người quen ở phường Long Thạnh Mỹ, nhưng không thể thoát khỏi sự truy lùng của lực lượng chức năng. Nhờ vào công tác truy xét tích cực, Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm tại nhà trọ. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng bạo lực tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nơi vốn dĩ được coi là không gian giải trí. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Giải cứu 58 cô gái trẻ trong quán karaoke Massage G7, bắt 5 người. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người ở quán karaoke Massage G7 về các tội mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời giải cứu 58 cô gái trẻ. Ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật và dâm ô trẻ em. Những người bị bắt liên quan trong vụ hàng chục nữ nhân viên phục vụ ở quán karaoke Massage G7 ở Thanh Hóa bị giam giữ để phục vụ khách. Theo đó, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát kiểm tra cơ sở karaoke Massage G7 do Nguyễn Văn Đức, 29 tuổi, ngụ ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, điều hành. Cảnh sát đã giải cứu 58 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi, đồng thời bắt giữ 5 người của quán liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi xảy ra tại cơ sở này. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ sở kinh doanh karaoke G7 là tổ hợp kinh doanh karaoke Massage có tên pháp nhân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Mạnh Đức do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên và điều hành. Chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhân viên nữ từ 14 đến 30 tuổi. Hàng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại karaoke, Massage G7 sẽ được đưa vào khu nhà biệt lập và bị quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi. Quá trình đấu tranh chuyên án, đến ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tưởng, 24 tuổi đều trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Công an cũng bắt giữ Lê Viết Cường, 35 tuổi thường trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và Lê Quang Thái, 26 tuổi ngụ ở xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi giữ người trái pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.